Sáng nay tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hợp luyện chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là lần hợp luyện cuối cùng tại thủ đô trước khi toàn lực lượng cơ động lên thành phố Điện Biên Phủ để tiếp tục chuẩn bị sơ duyệt, tổng duyệt cho lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào ngày 7 tháng 5 tới đây. Đây là màn hợp luyện tập trung đầu tiên của tất cả các lực lượng quân đội tham gia cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong đó có lực lượng không quân, bay trình diễn, lực lượng pháo lễ. Năm nay, Bộ Quốc phòng có 17 khối diễu binh diễu hành với gần 5.000 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang tham gia đã tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, thể hiện khí phách sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng. Vì vậy, dù khí hậu thời tiết thay đổi thất thường, các lực lượng đều cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi khối đều có một đặc trưng, đặc điểm khác nhau và đảm nhiệm các cái nhiệm vụ đi khác nhau. Cho nên là khi mà đối với các đội hình đi trong khối đều có độ khó nhất định. Đối với khối tay không, chúng tôi đi là độ khó yêu cầu cao nhất vì đòi hỏi kỹ thuật động tác đánh tay, động tác ra chân và động tác đánh mặt và động tác sóng hàng rất là cao. Đội pháo thủ này thì có tập theo các cái phân đoạn, tập theo trung đội, hợp luyện cả đội pháo lễ. Trung bình chúng tôi tập khoảng 7-8 tiếng một ngày. Có những lúc cần thiết chúng tôi phải luyện cả đêm. Phát biểu chỉ đạo tại lễ tổng duyệt, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, từ ngày 19 tháng 4, các lực lượng sẽ lần lượt di chuyển về thành phố Điện Biên Phủ để tiếp tục công tác tập luyện và hợp luyện với các đơn vị diễu hành tại địa phương. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, điều kiện vật chất tại Điện Biên không thể tốt bằng tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, nên yêu cầu tất cả các cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cái lực lượng mà tiền trạm đi trước ấy, bảo đảm hậu cần kỹ thuật ấy, thì yêu cầu các đơn vị cũng phải giao nhiệm vụ cụ thể. Vừa bảo đảm hậu cần kỹ thuật, vừa ra đón một phần vào và đi lên trên đó. Cái gì mà chưa phù hợp mà thấy còn phải cần phải khắc phục thì phải báo cáo ngay với ban chỉ đạo để có triển khai khắc phục bảo đảm tốt, trong điều kiện tốt nhất. Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đánh giá cao kết quả buổi tổng duyệt. So với các đợt hợp luyện trước đó, lực lượng tham gia diễu binh diễu hành đã có rất nhiều nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nhấn mạnh thời gian từ nay đến lễ kỷ niệm không còn dài, trong đó bao gồm cả các ngày nghỉ lễ. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tin tưởng các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của lễ kỷ niệm. Thank you.
vào lễ đài, những lá cờ tung bay nước gió tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự khơi nguồn bồi đắp từ lịch sử bừng cháy lâu nay và tỏa sáng đến mai sau. Đó là bồi nguồn, là sức mạnh để toàn đảng, toàn dân, toàn quốc ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì mục tiêu các đầu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhiệt liệt chào mừng mỗi quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy đứng đầu các khối đại diện cho lực lượng quân đội nhân dân và dân quân tự vệ đang tiến vào lễ đài. Trên quân nghị quyết chiến quyết thắng tung bay lấp lánh tấm huân chương cao quý mà Đảng nhà nước trao tặng xứng đáng với truyền thống quân đội ta chung với Đảng hiếu với dân sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng trở thành lớn mạnh, cách mạng chính quy, hiện đại, nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hợp tác và phát triển với các nước láng giềng, ra sức học tập rèn
rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa đồng bào chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế đang hướng về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa quý vị đại biểu khách quý,